Xin chào mọi người, mình đang ở trên bắt đầu vào cái đường vành đai 3 cầu cạn phía Mai Dịch đi cầu Thăng Long. Và hôm nay là ngày thông cầu Thăng Long, ngày đầu tiên mình muốn trải nghiệm xem cái cung đường này nó đẹp như thế nào. Buổi sáng ấy thì định phóng ra nhưng mà nghe thấy thông tin trên đài FM ấy là tắc suốt và họ chưa chính thức thông, tức là buổi sáng ấy, cái giờ đẹp của các quan chức thông xe nên dân chưa được đi. Bây giờ mình thấy đài FM nói là 1 giờ là chính thức mở cầu để dân đi qua. Mình cũng muốn thử trải nghiệm xem cái cầu mà sau hình như là 5 tháng sửa chữa. Và cái công trình này là tốn khá nhiều tiền để làm lại, gia cố lại cái mặt cầu, cái công nghệ của nước ngoài nhưng mà do Việt Nam mình thi công. Và nghe nói là cái công trình này là cũng là một sự nghiên cứu của Bộ Giao thông và đứng nghiên cứu là Trường Đại học Giao thông Vận tải đã nghiên cứu cái đề án này. Và không biết là mức độ thành công như nào. Thì bình thường ấy, mình thấy cái mặt cầu ấy thì ở các chỗ khác thì nó không quan trọng lắm, nhưng mà cái đặc thù của cái cầu Thăng Long này, cái cầu Thăng Long này thì được xây dựng, không biết xây dựng hay là hoàn thành từ năm 1974. Ngày xưa là cũng do Nga hỗ trợ, ngày xưa là Liên Xô hỗ trợ. Cầu nó làm chủ yếu là bằng thép nên cái mặt cầu ấy nó khó, cái là phải đổ bê tông, và cái liên kết giữa bê tông với thép ấy thì nghe các cái kỹ sư xây dựng bàn luận giữa hai cái đấy là cái độ co giãn nhiệt nó khác nhau nhiều, nên gia cố cái mặt cầu nó rất khó. Chính vì thế, tại vì bình thường các cái cầu khác ấy thì bằng cầu xây dựng bằng các cái vật liệu khác ấy thì là nó rất dễ làm mặt cầu, nhưng mà đặc thù cái cây cầu thép mà mặt cầu này bằng bê tông nên nó rất khó gia công, rất khó làm cái mặt cầu này. Chính vì thế nên cái công trình này nó là một cái công trình điểm của năm và đã tiến độ, đã chạy hết cỡ, tưởng là thông cầu từ hôm Tết Dương Lịch nhưng mà không kịp, nên hôm nay mùng 7 tháng 1 năm 2021 mới chính thức được thông cầu. Và lịch thông từ sáng, các lãnh đạo của bộ ngành thông từ sáng, dân thì 1 giờ mới được thông. Thì mình muốn trải nghiệm xem là cái lâu lắm không được đi cái cầu này, xem mức độ sửa chữa nó nâng cấp, nó đẹp được như thế nào. Ngày trước đi qua thì cái mặt cầu ấy thì nó gồ ghề lắm, nó đi nó sóc lắm. Hôm nay thông thì mới được, với hôm nay mình mới được đi cái đường cầu cạn, cái vành đai 3 phía Mai Dịch cầu Thăng Long này. Đoạn này mới làm, công nhận đi thích hơn cái đoạn từ chỗ Mai Dịch về cầu Thanh Trì rất nhiều. Nó các cái điểm khớp nối, các cái gờ nó chưa bị gờ lên, đi nó vẫn còn êm ái. Cái đoạn vành đai 3 mà đoạn cầu cạn bên phía Mai Dịch đi cầu Thanh Trì kia thì nó gồ ghề quá, nó khó đi, nó các cái chỗ gờ tiếp xúc, gờ nối này đi nó phịch khó chịu lắm. Ô, ra đây vẫn còn tắc này, đây hình như là bắt đầu đến chân cầu Thăng Long này, hình như là thế, không hiểu sao giờ vẫn còn tắc này thế. Chắc khéo này cũng toàn những người tò mò như mình, lâu không được đi cầu Thăng Long nên muốn hôm nay muốn ngày đầu tiên được trải nghiệm cái mặt cầu, nên dân tình với đổ xô ra đây đi nhiều quá, chắc là thế nên khả năng là tắc cầu. Có nhiều xe quay đầu ở đây nhỉ, chỗ này đứng ra không cho quay đầu chứ. Thank you.
chính thức tới chân cầu, điểm nối đầu tiên của cầu Thăng Long đây. Đây các bạn ngắm nghía, các bạn nào ngày trước đi nhiều ở cầu Thăng Long thì bây giờ chắc cũng dễ nhận biết được cái mức độ sửa chữa nó hơn như nào. Trước mắt là thấy hơn, còn không biết là cái độ bền của nó, của cái lần sửa chữa này nó như thế nào, nhưng mà thấy mặt cầu nhẵn. Cái cầu này nó họ phải đóng bao nhiêu cái đinh, họ hàn cái đinh xuống cái mặt sắt của cái cầu ấy, xong là để họ gia cố, tức là họ cố định, tại vì cái họ tính toán cái mức độ giãn nở của giữa sắt thép và bê tông nó khác nhau, nên họ phải gia cố bằng nhiều cái đinh từ mặt cầu lên để họ phủ cái lớp bê tông cứng, sau đấy họ mới phủ nhựa. Đây là chính thức lên mặt cầu đây, đoạn vừa xong là dốc cầu. Họ sửa chữa mặt cầu với hai bên nhìn nó sáng sủa hơn rất nhiều. Cái cầu này nó là cầu huyết mạch nối ra sân bay Nội Bài. Nếu mà ở các tỉnh phía dưới lên ấy, thì họ sẽ thích đi cầu này hơn, tại vì cái cầu Nhật Tân ấy, thì là họ sẽ phải đi qua những con đường nội đô để rẽ lên cái phía đi cầu Nhật Tân, nó sẽ rất mất thời gian. Còn cái cầu Nhật Tân này thì là nó bây giờ nó lại hay cái là nó có cái đường vành đai, đường cầu cạn từ Mai Dịch ra cầu Thăng Long ấy, thì đi cầu này nó sẽ giảm rất nhiều thời gian. Và vì thế nên các cái tỉnh phía Nam ấy là để đi lên phía Bắc ấy là sẽ ngóng chờ cái cầu này. Cầu này là được xây dựng từ năm 1974. Theo thông tin là do sự hỗ trợ của Nga. Ngày xưa cái cầu này là cái cầu gọi là lớn nhất trong khu vực chứ không phải là của Việt Nam luôn. Và sau bao nhiêu năm thì nó bây giờ nó vẫn cái mức độ sử dụng nó vẫn tốt và nó vẫn rộng rãi. Vẫn không bị như nhiều cái cây cầu là xây dựng được một thời gian sau tự dưng đường mở rộng thì nó sẽ cảm giác nó bé đi nhỉ. Cầu này thì cái mức độ sử dụng vẫn đủ. Đây và sang đến dốc phía bắc của cầu, sắp hết cầu rồi. Xong được cái cầu này thì cái áp lực của cái bên phía cầu Nhật Tân nó sẽ giảm đi rất nhiều, đặc biệt là cái lưu lượng xe mà những cái thời điểm gần Tết là xe lưu lượng xe tăng rất cao, nên cái này họ phải gấp rút họ sửa để nó thông xe, để nó giảm áp lực cho phía cầu Nhật Tân và phía nội thành rất nhiều. Đây và đến đây là hết cầu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.